Con được mơ.
Tất cả anh chị em chúng con, giáo xứ các thánh tử đoàn Việt Nam Sacramento, chúc mừng và cảm ơn mẹ. Chúa đã ban cho mẹ được hiện diện trên trần gian này, và đồng thời mẹ cũng đáp lại ơn của Chúa để thưa lời xin vâng công tác và chương trình cứu độ. Hơn nữa, mẹ vẫn tiếp tục yêu thương nhân loại khi mẹ luôn thưa xin vâng trong suốt cuộc đời của mẹ. Và ngày nay tuy mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác, nhưng mẹ vẫn hiện diện với tất cả mọi người con cái trần gian này, cách riêng giáo hội và nhất là giáo xứ chúng con. Chúng con cảm ơn mẹ, chúng con chúc mừng mẹ với một bó hoa và với một bài hát. Những tâm tình yêu mến là điều mà chúng con kính dâng lên mẹ. Xin mẹ tiếp tục gìn giữ giáo hội, gìn giữ nhân loại. Xin mẹ tiếp tục gìn giữ anh chị em trong giáo xứ chúng con, cách riêng các bệnh nhân, những người già nua tuổi tác không thể đến nhà thờ, những người đang mắc chứng ung thư, đang đầy những lo lắng, những gia đình đang cơm không lành, canh không ngọt, các em thiếu nhi hôm nay bắt đầu niên học mới và tất cả mọi người trong chúng con. Xin mẹ dùng áo choàng của mẹ để bao phủ và che chở chúng con. Chúng con chúc tụng và ngợi khen mẹ. Amen. Cho chúng con cao thánh từ đạo nước Việt Nam cầu cho chúng